Thưa quý vị, tỷ lệ sinh tại Anh trong năm 2012 là cao nhất trong 40 năm qua. Điều này đã kéo theo một sự bùng nổ đối với các ngành liên quan, ví dụ như là bán lẻ và dịch vụ, mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho Anh. Theo lý giải của Viện Dân số Oxford, có hai nguyên nhân chính khiến tỷ lệ sinh tại Anh lại đột ngột nhảy vọt lên như vậy. Thứ nhất là rất nhiều phụ nữ Anh đã chần chừ không muốn có con vào mấy năm trước. Giờ họ đồng loạt sinh em bé nên tỷ lệ sinh mới cao như vậy. Một nguyên nhân khác là do dân nhập cư tại Anh giờ khá đông, đặc biệt đến từ Nam Á, mà những gia đình này thì thường thích đông con. Tỷ lệ sinh cao mang lại lợi ích cho nhiều ngành dịch vụ, ví dụ như là giáo dục và y tế. Chưa kể tỷ lệ sinh cao làm trẻ hóa dân số Anh, cải thiện lại lực lượng lao động của nước này, gián tiếp mang lại lợi ích kinh tế. Bởi trước giờ tỷ lệ sinh tại Anh luôn giảm trong mấy năm gần đây.